Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha Mậu. Ừ, đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu, chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi, phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Chắc chắn mẹ sẽ thích con robot cho tự tay mình lắp ráp này. Mẹ ơi mẹ, con tặng mẹ món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ. Giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. Ờ hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo, hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ, nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot nên tụi con mới tức tốc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ, chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá! Đốm, bạn đã sẵn sàng chiến đấu với pizza siêu đặc biệt chưa? Sẵn sàng thưa đồng chí! Wow! Mở nhanh đi bụng bự! Chịu ít nổi rồi. Wow, đây có phải là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích, phủ thịt bằm, phủ lạp xưởng anh? Ôi à, đau quá. Đúng rồi, đây chính là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích với phủ thịt. Cắn lưỡi đau quá. Nhưng điều đó không cản lại được tình yêu của mình với pizza đâu. Đã quá. Cứ như là đang bay á. Đốm ơi, bụng bự ơi. Chết rồi, tay to đến đó. Thì có sao đâu. Thì mình phải chia cái bánh này với tay to nữa chứ sao. Ờ hả? Cái bánh này hai đứa mình ăn còn ít nữa, chia cho tay to sao đủ ăn. Thôi mình giấu cái bánh đi, đừng cho tay to thấy, vậy là mình khỏi phải chia với tay to. Được đó, giấu nhanh lên, tay to sắp vào rồi. Bụng bự ơi, bụng bự đâu rồi? Hả? Chết rồi, tay to vô rồi, giấu ở đâu bây giờ? Giấu lại với bạn đi. Hello bụng bự, hello đốm, hai bạn đi làm gì vậy? Tụi mình đang đập con mũi nó cứ bay tùm lum à. Thôi, đừng đập nữa, mình có đem đồ ăn qua cho hai bạn nè.
cái bánh không bự lắm, mà mấy bạn cứ ăn cho mình vui nha. Thiệt xấu hổ. Xấu hổ với ra to quá. Bạn đem cái bánh tới chia sẻ với bọn mình, còn bọn mình thì ích kỷ, vô cái bánh pizza này đi. Thiệt xấu hổ quá chừng. Thôi, không sao đâu. Dù sao bây giờ ba đứa mình cũng có tới 2 cái bánh rồi nè. Vui lên nha. Cảm ơn tay to. Nhờ bạn mà tụi mình đã học được bài học và sự chia sẻ trong tình bạn. Ừ. Đúng là bụng bự. Bay lên đi, bay lên. Đớm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi, đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ. Rồi sao, bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá, xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chào ba mới đi làm về, tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á, lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh, đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm, đúng là sướng ghê. Ôi mệt quá đi mất, một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi, tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cái này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Quý á, trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. Trên cành cây chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đớm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền. Các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ. Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng. Nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nữa nha. Nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt.
Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm. Cái bạn không giúp mình, mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn. Nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chị giúp hai cháu một bông hoa thôi, là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Làm chi? Bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu. Tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi. Ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự. Dậy đi con, ngủ nướng quá vậy con. Con không có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu điều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Mình cao hơn, cao hơn nhiều 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 luôn. Ai cao hơn cây cà rem mày hả? Dĩ nhiên là cà rem cao hơn rồi. Đúng đúng là tham ăn mà. Vậy tao không ăn hả?
ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với Bụng Bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ, đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm, bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi Bụng Bự. Ở đây á, bạn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đốm này dám quăng rác vào nhà mình, đúng là tên đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa, sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, 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 bắt bỏ tay ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng Bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là Bụng Bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tờ Bụng Bự dễ thương. Có phải thấy không bị cáo đốm? Ờ thì rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đốm ạ. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tờ? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tờ gì tầm bậy quá vậy hả? Sao? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá hả? Ôi sao đau đầu quá vậy nè? Cả ba bạn hay quá, ở bẩn, vứt rác bừa bãi, hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi với Bụng Bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đã thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Cố lên, Bụng Bự, sắp thắng rồi. Hết giờ, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi, ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác. Ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, ngủ rồi. Ngủ trễ quá ta, đồ ăn sáng trên bàn kìa đốm. Lẹn đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ. Đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi, chắc đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè, bắt đầu thôi. Bắt đầu.
Ta không thua đâu, cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy Đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc tại hôm qua mình thức khuya, sáng nay không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết. Chưa kể thức khuya, dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha Đốm. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Mẹ không yêu Đốm thật rồi. Là tên của mình. Đây sẽ là nhà của chúng ta. Của anh, của em và của con chúng ta nữa. Mình sẽ đặt tên con là Đốm ha. Đốm, nghe tên hay đó. Đốm sẽ là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Lúc đó Đốm vẫn còn đang ở trong bụng mẹ. Lúc mới mang bầu con, mẹ nghén rất là nặng, ba rất lo cho mẹ. Ba mẹ đã hồi hộp chờ mong từng ngày con ra đời. Em ơi, em thế nào rồi? Hả? Ôi trời. Ba mẹ mong con lớn từng ngày. Có những lúc con không ngoan, bị ba mẹ phạt. Ba mẹ muốn con biết rằng ba mẹ luôn yêu và tự hào về con. Đốm yêu mẹ lắm. Đốm yêu ba lắm. Ba mẹ cũng yêu Đốm lắm. Sao kỳ vậy ta? Mới hôm qua còn kêu lớn lắm mà. Kỳ quá à. Đây là quà mình được tặng đó. Hàng độc ở đây không có đâu. Bạn sướng thiệt á, có quá trời đồ chơi luôn. Tiếng chuông nghe thật vui tai. Nào, đến lượt mình. Sau đó, bạn mang nó đi đâu vậy? Mình chỉ mang ra công viên thôi, các cậu cũng thấy mà.
chơi cho vui đi. Để cho mình. Đến lúc đó, cái chuông vẫn bình thường mà. Nè nè, ai tháo chuông xuống và mang chuông về ta? Mình xin lỗi, là tại mình. Chính như mình bất cẩn nên nó làm rớt chuông khiến chuông bị nứt. Ba ba, vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động. Và chỗ nứt đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Cái này đẹp quá ạ. Còn mình thì thích trái dưa hấu này hơn, giống y như thiệt vậy đó. Về trước đây. Ủa sao vậy? Còn sớm lắm mà. Khi mẹ em phát hiện ra, mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đớm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Làm cái gì vậy? À, con chị. Thưa ba mẹ, con đi học đây. Con xin lỗi vì đã làm dở con dây trang trí màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đúng. Trên thế giới, có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta?
mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá, mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè, chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha, ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Mẹ sẽ khen mình cho coi. Đốm ơi, đi chơi thôi. Mình tới liền. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta. Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ích thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, dám ăn hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tiệc thảo của ta. Không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. 1 cho thêm muối vô, 2 cho thêm muối vô, 3 cho thêm chó vô, chó đớp khóc nhẹ. Khóc nhẹ, tôi. Cái này cho tội ham chơi nè, giáp đi một mình nè. Ôi da, tôi.
ngươi nên giảm cân nha, đồ mập lầu. Không, tao hứa mà, nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi, thôi về nhà nhanh mới được, kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à, sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em, bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào ba mẹ. Khát, khát quá à. Con búp bê này nhìn lạ quá, chắc là có ai làm rớt. Khá, nó búp bê biết nói. Khá, nước ở đâu bây giờ? À, phải rồi, về nhà. Thôi mẹ con đi học mới về. Có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy con? Wow, bạn bay được hả? Cảm ơn bạn đã cứu mình. Mình tên là Bibi, mình đến từ hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê? Đó là hành tinh có màu hồng rất đẹp, nhưng nó xa lắm. Vậy làm sao Bibi đến được đây? Mình đi lạc, một cơn gió to cuốn mình tới đây. May mà có bạn. Có gì đâu. Để cảm ơn, mình có cái này tặng bạn nè. Đây là gương không gian. Gương không gian? Dùng gương này thì bạn có thể nhìn thấy được cảnh vật trên khắp thế giới. Nhưng mà nó nhỏ xíu. Bạn đừng có lo, to ra, to ra. Đây là sư tử, đây là ngựa vằn, còn đây là chuột túi. Gương này có thấy được hành tinh của Bibi không? Được chứ. Hành tinh búp bê, hành tinh búp bê. Hành tinh của Bibi đẹp quá. Cầu vồng, cầu vồng. Sao vậy Bibi? Có cầu vồng, mình sẽ về được nhà. Đúng, đưa Bibi ra chỗ cầu vồng nha. À, có rồi. À, cầu vồng, cầu vồng. Cảm ơn Đốm nha. Đốm sẽ nhớ Bibi lắm. Bibi cũng vậy. Đến lúc Bibi phải về nhà rồi. Tạm biệt Đốm nha. Tạm biệt Bibi. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Phải rủi theo thôi.
Bạn có thể bay lên cao tìm giùm mình những vật bị gió cuốn đi không? Được, vậy bạn dẫn mình tới đó đi. Một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, Bụng Bự sẽ thua mất. Hay quá, đây là bột bay lượn. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết, thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một con thân. Một con nó đánh không lại, chờ ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ.
Dạ, con xin lỗi vì đã phá phách lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do. Thế nhưng, con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình. Và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Hỏi ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả? Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi đốm. Thần cây ơi, không lẽ người không làm gì tên xấu xa này sao? Chà. Dạ. Hay quá, con robot ngụm củ tỏi ơi. Tin mới nhận, một đoàn robot không hiểu từ đâu ra đã tấn công tất cả các khu dân cư trong thành phố. Tình hình hết sức nguy cấp. Đám mây, chẳng phải ngươi đã bị nhốt ở hành tinh tím rồi sao? Hôm nay ta sẽ trả thù ngươi dám nhốt ta trong chiếc túi hôi rình làm ta bị viêm mũi. Có lẽ bàn tay to của ta lâu ngày quên giặt thôi mà. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ nhốt ngươi vào hũ mắm tôm thơm hơn nhiều. Ngươi đừng nói nhiều gì hắn, cho hắn nếm mùi đi. Các ngươi tưởng ta sợ các ngươi hả? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi chiều thức mới của ta. Đây đây mày đây kem. Sợ chưa? Cam ngọt đó. Hả? Ngươi không sao hả? Chỉ vậy mà cũng đòi bắt ta. Mấy, cho nó biết tay. Để ta. Tiêu rồi.
làm sao đây? Mình thử vậy. Trò này vui đó. Nói không sao. Cha mẹ ơi, tiêu rồi. Ta đã nói phép thuật cô ta lợi hại lắm mà. Mà các ngươi không tin. Các ngươi nếm môi. Ngươi có sao không? Ta không xong rồi. Người hãy tiêu diệt đốm trả thù cho ta. Đốm kia, hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá. Không lẽ mình chết như vậy hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều, hãy nạp mạng cho ta. Búp bê đâu rồi? Chuyện gì bạn khóc vậy ta to? Mẹ bị mất búp bê mẹ mới mua rồi. Sao bạn lại làm mất? Không phải mình làm mất. Mất mà không phải là mất là sao? Không hiểu gì hết trơn á. Là mình bị kẻ xấu lấy mất búp bê. Kẻ xấu? Em bé xinh của chị, em thiệt là dễ thương. Búp bê đâu rồi? Đúng như ngày ba nói, là có rất nhiều đồ chơi trong thành phố bị đánh cắp á. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây, mua một tặng một. Mua một tặng một. Đồ chơi đại hạ giá đây. Ôi, chuyện gì vậy? Tất cả đồ chơi của thành phố đã bị đánh cắp hay sao? Ôi, ai mà ghê vậy hả Đốm? Đốm không biết nữa. Đốm với ba đang điều tra nào. Mình không biết đâu. Hai bạn phải tìm lại búp bê cho mình. Nếu không, mình sẽ không chơi với hai bạn nữa. Ủa? Gì kỳ vậy Bụng Bự? Đúng là con gái mà. Nhưng mà nhất định Đốm sẽ điều tra ra chuyện này mới được. Ừ, mình cũng muốn biết ai đã lấy đồ chơi của thành phố như vậy nữa. Bà đã lắp được một thiết bị theo dõi vào trong chú khủng long đồ chơi này. Nếu bóng đen đánh cắp khủng long thì con sẽ biết được những đồ chơi khác đang ở đâu. Con cảm ơn bà. Hay quá, hay quá. Vậy là chúng ta sẽ tìm được đồ chơi cho các bạn nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ bóng đen đó quay trở lại để chọn con khủng long đồ chơi. Có khi nào nó quay trở lại nó không chọn khủng long con mà bắt mình vì đẹp như búp bê không? Hả? Mình nói chơi thôi mà. Kẻ đánh cắp đồ chơi kìa đó. Không biết
Bạn dẹp cái trái táo của bạn đi. Chó sói ăn thịt chứ không có ăn trái cây đâu. Nó nhỏ thôi, để mình đốt lửa lên. Đúng rồi, thú hoang rất là sợ lửa. Nổi lửa lên đó mày. Oh yeah. Bùm 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 bùm. Cháy lên đi. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bùm. Hả? Lúc nãy đốt chi nhiều, rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ờ, không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Thôi kỳ này tiêu được rồi, trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thứ mà gần chết, chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi. Giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp nhau như vậy nào, thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. À, 100% bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm. Ê, dậy đi, có máy bay tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng củi lớn thành ba đóng củi nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Trở về với văn minh, được ăn đùi gà rồi. Không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah. Mai mốt á, không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi con không đi chung với bụng bự nữa. Không quan tâm, đùi gà ơi, ta tới đây. Hai đứa đúng là rất được việc. Mình muốn về nhà, mình không muốn ở đây với tên quái ác này đâu. Bọn mình có khóc nữa được không? Mình muốn được ăn cơm mẹ mình nấu. Mình muốn được ngủ trên giường êm như bông của mình. Để từ từ mình kiếm bách thoát mà. Cũng tại bạn rủ mình trốn đi, không biết đâu, đưa mình về nhà đi. Mẹ đừng có nói nữa mà. Để từ từ mình tìm cách chứ. Mình cũng muốn về nhà mà. Nhanh lên nào hai thằng nhóc con kia, nếu không làm xong tao sẽ bỏ đói tụi bay 3 ngày. Không, không được bỏ đói chúng tôi. Ông thật ác độc, dụ dỗ trẻ em. Dám trả lời với ta hả, những đứa trẻ ngỗ nghịch. Đúng rồi, làm sao bây giờ, mình muốn về nhà. Chỉ có khóc nữa mà. Nhất định chúng ta sẽ có cách về nhà. Dậy thôi. Ừ, để mình ngủ tí coi. Dậy thôi, nhanh lên coi. Dậy làm gì hả Đơm? Để trốn chứ chị. Không lẽ bụng bự muốn ở đây luôn hả? Trốn mà. Nhỏ thôi, bạn muốn ông ta thức dậy hả? Nhưng mình trốn bằng cách nào? Chúng ta bị nhốt mà. Bụng bự có thấy chìa khóa đằng kia không? Nhưng lấy bằng cách nào? Mình có cách. Làm theo mình. Sao ông đi được lưới vậy? Có khi nào bị vướng cái gì rồi không?
Sao? Định trốn hả? Dạ đâu có. Tại tụi con không được tắm nên nhìn ra bờ sông tắm chút xíu tụi con sẽ chở vô. Dạ đúng rồi, tụi con ngứa quá. Muốn tắm? Được thôi, ta sẽ cho hai đứa mày tắm. Mẹ ơi cứu con. Con biết lỗi rồi. Con chỉ muốn về nhà thôi. Đám sẽ không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa đâu. Đám sợ lắm rồi. Chưa đâu hai đứa nhóc con. Còn nhiều điều thú vị lắm. Chờ mà xem đây. Đúng là thú vị mà. Ta sẽ cho hai người tắm quả thích. Lão độc ác, người ác như vậy, mai mốt ngươi sẽ bị súng răng cho coi. Cứ nguyền rủa đi những đứa trẻ ngỗ nghịch. Ta không phải là những đứa trẻ ngỗ nghịch. Hình như là tiếng của thằng đốm. Năng lượng của nó đang yếu dần. Có lẽ nó đang sắp kiệt sức rồi. Phải nhanh lên mới được. Ở gần đây thôi. Sao chúng ta dám mồi câu cái gì trời? Giờ này không có vui chút nào đó ơi. Bạn mau nghĩ cách đi. Nè lão độc ác kia, lão đang làm gì hai đứa ta vậy? Ta đâu có làm gì các ngươi đâu. Chỉ là lấy các ngươi làm mồi nhử cá sấu mà thôi. Hả? Lâu lắm rồi ta chưa được vui như bây giờ. Ôi, đốm. Ba, cứu con. Bác ơi, cứu con đi. Tên biến thái độc ác kia, mau thả con trai của ta ra. Người muốn làm gì? Mau thả chúng ra. Trẻ con tụi nó vô tội mà. Người định làm gì ta? Kẻ độc ác kia. Anh không nhận ra em sao anh hai? Anh hai? Em là em út của anh đây. Anh không nhớ ra em sao? Chú út thất lạc ngày xưa đây sao? Dạ là em đây. Em nhớ nhà lắm anh hai. Là sao? Mình không hiểu gì hết á. Tại sao chú lại ác với bọn trẻ như vậy hả? Ngày xưa cũng vì em ngỗ nghịch bỏ nhà đi mà thất lạc gia đình. Em bị kẻ xấu đày đọa cực khổ lắm. Người ta nói làm người dù khó khăn như thế nào cũng không được trở thành kẻ xấu mà. Sao chú lại xấu như vậy chứ? Ta không có ý hại các cháu, mà chỉ muốn cho các cháu biết một đứa trẻ ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi sẽ phải sống khổ cực như thế nào mà thôi. Con biết lỗi rồi ạ. Không có nơi nào tốt bằng nhà của mình đâu con à. Con hứa từ nay về sau sẽ không dám bỏ nhà đi nữa. Còn con sẽ học thật giỏi. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì bây giờ có ai còn muốn ở đây câu cá sấu với ta nữa hay không? Dạ không ạ. Dạ không. Hư cấu, làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu có ở đây làm được thì người đó phải là mình chứ không phải là bụng bự. Ha, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nỏ nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng.
Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều hay không đều thì cô có thành bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình với. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Chứ mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi. Chứ mình ra đi. Mình dắt bạn đeo bánh chén nướng bù. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh chén nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ống heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. Lỗi tại mình. Tại mình nghĩ mình giỏi, có thằng bụng bự. Sau này mình sắp suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi, hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi, nhà mình chỉ có kem này thôi. Mình biết có một chỗ tự làm kem á. Ê, đi liền đi Đốm, trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Tèn đi tèn. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường, đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa Đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặc lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả Đốm? Chắc là mùi gì cũng được á. Yeah, vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó ta to. Hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất, người ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi. Ý lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cây kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn cà lem trộn ba mùi xoài, táo và mít. Cũng thường thôi. Cà lem cà chua vừa ngon vừa đẹp nha. Ai mà thèm ăn cà lem cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ui da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa.
Rủ các bạn lên ăn chung mới vui. Ủa, cái cây đâu rồi ta? Mẹ đang ở chung bếp, phải cẩn thận mới được. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con cũng muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi, con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết, con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Hãy
Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự làm trọng tài. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng bự lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác, bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao có hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. Sao lại? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, đồ chơi và chuyện tranh của con đâu hết rồi mẹ? Mẹ bỏ đi hết rồi. Nhưng tại sao? Do con ham chơi quá, không chịu lo học. Thầy giáo mới gọi điện thoại cho mẹ sáng nay, nên mẹ đã dọn hết, đem cho em su su của con rồi. Không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không chịu đâu, tranh đồ chơi và chuyện tranh cho con. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ đi học nhanh lên. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con. Con ở nhà nữa, mẹ không thương con. Mẹ không có thương mình gì hết. Mình không muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con vì muốn nó học tốt hơn. Ai ngờ nó lại bỏ nhà đi.
Bây giờ anh và em chia nhau ra tìm thằng bé. Khi thấy nó thì báo cho anh hay nha em. Sao nó lại biến quen vậy ta? Sao giống nhà mình hồi trước vậy? Em đi ngủ trước đi, để anh chăm con giùm cho em. Anh cứ đi ngủ trước đi, con nó bệnh như vậy sao mà em yên tâm ngủ được. Âu ơ dí dầu cầu giáng đông đinh. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ không thương mình. Mình hối hận quá. Anh thấy con chưa? Vẫn chưa. Cũng tại em mà con nó mới bỏ nhà đi đó. Mẹ ơi! Con có sao không con? Mẹ lo quá, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ, con nó hiểu sai về mẹ. Thôi, con nó về là mừng rồi em. Con đói rồi phải không? Về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Con thương ba mẹ nhất trên đời. Làm sao để đối phó với đám mày bây giờ? Nhưng mà hạnh quá. À, có cách rồi. Đám mày kìa, không thì đi theo ta. Ngươi chạy đi đâu vậy? Cái phòng nghiên cứu của ba. Mình nhất định sẽ có bảo bối để tiêu diệt đám mày quái ác này. Ngươi định vào phòng nghiên cứu của ba ngươi à? Sao ngươi biết? Ngươi sợ hả? Trong phòng nghiên cứu của ba ta có rất nhiều bảo bối. Ta sẽ dùng chúng tiêu diệt ngươi. Không được vào đó. Dùng người để tiêu diệt đám mày bây giờ. Dùng viên thạch ném hắn thử coi. Để xem ngươi còn chiêu gì nữa không. Không được rồi, phải tìm cách khác thôi. Cái gì đã cướp ta? Dám nhốt ta trong cái cuốn này à? Mau thả ta ra. Chỉ còn cách là nhốt nó lại thôi. Kẹo cao su khổng lồ. Mình phải có cách nhốt đám mây lại rồi. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết đây. Kẹo cao su thần kỳ. Mấy thứ trẻ con này mà định nhốt ta? Hả? Nó định làm gì vậy? Xem đây. Thế nào? Cái tay của ngươi làm gì mà mùi ghê quá vậy? Ta chỉ xỉa răng sâu của ta thôi. Nói ra. Thôi đủ rồi, tới lượt ta ra tay đây. Mưa bão cuồng phong. Ba đang làm đây. Dịch chuyển qua đây. Sáng chút là tiêu rồi. Úi hồn. Tay con, bụng bự kìa. Đâu?
Bụ Bự. Tỉnh lại đi Bụ Bự à. Các người buông ta ra để ta tiêu diệt nó. Bụ Bự mạnh quá. Mình đem đồng hồ cho Bụ Bự là nó về được liền à. À ha, mình quên mất. Nhanh lên tay to, mình giữ hết nổi rồi. Đợi một chút. Đâu rồi ta? Nhanh đi tay to, nó không là chúng ta tiêu chắc đó. Lại đây. Mình tìm hoài mà không thấy. Cái gì? Đâu rồi ta? Không lẽ? Không lẽ cái gì? Không lẽ rớt thằng kia rồi? Hả? Làm sao bây giờ đó? Không bự, tỉnh lẹ đi. Rớt, cẩn thận. Nó nhanh thiệt. Đớm hả? Ủa, con Bự đâu rồi? Ủa, kỳ vậy? Hả? Con Bự bị trúng đá rồi. Con Bự, bạn có sao không? Có khi nào bạn ấy chết rồi không? Bụng Bự ơi, Bụng Bự đừng có chết mà Bụng Bự. Mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á. Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cái bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán. Đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình linh như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nói nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi, mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi. Thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị quả lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận. Sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng Bự hả? Tay to hả?
mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi. Nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao đó, cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ hy sinh chứ chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch, thì bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới của trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Lạnh như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa, nên mình sẽ dùng natri acetat. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetat là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con thử, cho con một cây. Cây nào mạnh nhất thì chú trước đi. Con cần cây. Thật là đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lúc mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đó? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đốm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đốm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đốm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt.
sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường, trong đó toàn quá chất độc hại không à. Hả? Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với, cứu thế giới anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi, vậy là tai to, bụng bự cũng bị rồi. Hả? Chào mấy bạn. Chào Đốm. Tí mình có nhiều thứ cho các bạn chơi lắm đó, hứa luôn. Đi cắm trại duy nhất là được ăn, đồ ăn quá trời luôn. Mình chỉ thích vậy thôi à. Quán tù si. Bỏ ra. Còn không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Thank you.
Làm sao bây giờ? Mình tiêu rồi. Mình cứ nằm sẵn như vậy, tới ba mẹ về đánh đòn luôn hả? Kiểu gì cũng bị xui xẻo rồi. Chắc ba mẹ về trễ rồi, mình đi nấu cơm vậy. Đốm, con sao vậy? Ba mẹ cứ phạt Đốm đi. Hôm nay Đốm dậy trễ, đi học trễ, bị cô phạt, bị điểm kém, làm dơ đồ. Xui ơi là xui luôn. Thỉnh thoảng ai cũng có ngày gặp toàn chuyện xui xẻo. Bù lại có những hôm toàn gặp may mắn, như vậy là huề. Ba mẹ không phạt con đâu. Thiệt hả mẹ? Đốm thì xui xẻo nhưng ba mẹ lại may mắn. Có một chú bé đảm đang lại nấu cơm, luộc rau, chiên trứng cho ba mẹ. Mình ăn cơm thôi. Mặc dù là ngày xui xẻo, nhưng cũng không hoàn toàn là xui xẻo. Chán quá đi, đi học mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập, về nhà đói bụng lại chẳng có gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây? Ước gì thời gian quay ngược trở lại, con được sống thời sửa thời xưa, khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Trời đất ơi. Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đốm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước là ăn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Ôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba, hoan hô ba mẹ. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sa Pa chơi. Ôi thích quá, thích quá.
Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sapa nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn. Ê, vừa thấy giấy kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lạ đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá! Vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ. Đây là sinh tố kẹo, đây là súp sô-cô-la, còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá! Báo động!
động, báo động, trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa, các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Tài tài ơi, nhanh lên, không xong rồi. Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Đốm ơi, dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên Đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày, rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Giờ mình không sợ mờ nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không thức khuya, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đúng ngoan của mẹ. Bụng bự đừng có chết. Mà sao Vân hiếp bạn nữa đâu. Mình cũng sẽ không gọi bạn là heo mập nữa. Hai bạn hứa đó nha. Mình hứa mà. Mình hứa. Mình cũng hứa. Hả? Sao giống giọng bụng bự vậy? Đúng rồi. Nhưng mình đâu có chết đâu. Bụng bự. Bụng bự. Bụng bự còn sống. Ủa, mà sao tụi mình ở đây vậy? Bạn không biết chuyện gì hả? Mình nhớ là mình đang chơi game trong phòng của mình mà. Bạn mê chơi game rồi ngất xỉu, rồi bị lạc ở trong game luôn đó. Tụi mình phải vào đây để cứu bạn đó. Ủa,
Vậy hả? Mình xin lỗi nha. Vậy giờ mình về nhà đi. Không có về được. Ủa sao vậy Đốm? Vì phải đeo chiếc đồng hồ này vào tay thì mới về được. Sao hai bạn có? Của mình đâu? Là thằng kia kìa. Hả? Vậy làm sao mà lấy? Mình có cách. Cách gì? Chúng ta có ba người. Hai người sẽ dụ khủng long đi chỗ khác, còn người còn lại sẽ đến đó lấy đồng hồ là được. Anh không? Đúng rồi. Nhưng ai sẽ là người dụ khủng long? Thì mình dụ bụng bự chứ sao? Không được, mình chậm chạp lắm. Đốm mà tay to, nhanh nhẹn, lại thông minh. Nên hai bạn dụ khủng long đi. Đúng là bụng bự, nhát gan con làm biến nữa. Sao lúc nãy hai bạn nói thua mình? Thôi được rồi, bụng bự nhớ là khi nào cầm được đồng hồ rồi ấn nút màu xanh là trở về được à. Mình biết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Kẹo biến hình xe bay. Bạn đem được cả xe bay vào đây sao? Như vậy mới là đốm chứ. Vậy xe của mình đâu? Mình chỉ có 2 chiếc thôi, bạn không có đâu. Khỏi cần xe, hai con khủng long đi hết rồi, mình sẽ lấy dễ ẹt. Hai bạn về nhanh vậy? Đâu bạn cứu mình với, cứu với. Hôm nay ba sẽ dẫn cả ba đứa đi cắm trại cuối tuần nha. Hôm nay sẽ khác với mọi khi. Khác là sao hả ba? Hôm nay ba muốn mấy đứa hãy tự tay làm tất cả các công việc của một chuyến cắm trại, vì các con đã lớn, được không nào? Dạ được. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ các con hãy tự phân chia công việc và bắt đầu đi nha. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi kiếm củi, lấy nước, dẫn liều. Mình làm biến đi, mỏi chân lắm. Vậy bạn ở nhà dựng liều nha. Ừ. Vậy mình sẽ đi lấy củi, còn tay to đi lấy nước. Ừ, cũng được. Nhiều đầy đủ chưa ta? Thôi kệ, chắc đủ rồi á. Lấy nhiều sao mà khiêng nổi. Sao mà không thấy nút đâu hết trơn vậy nè? Hả? Cái kia. Tự dưng bắt con gái đi lấy nước, thiệt là bất công quá mà. Nhiều đây là đủ rồi. Đốm, tay to. Đốm lấy củi xong rồi hả? Ừ. Sao chỉ có nhiêu đây vậy? Không có củi, nhiêu đây đủ rồi. Mà sao tay to lấy có chút xíu nước vậy? Nước xa lắm mà lại ít nữa. Mình đã cố gắng mới lấy được bao nhiêu đây đó. Thôi mình về đi. Bụng bự hả? Cái gì vậy? Tụi mình đi lấy củi, lấy nước, còn bạn lại nằm ở đây ngủ. Mình đúng rồi, củi đâu? Hết củi rồi nè. Mình lấy rưỡi trái cây nè, bao nhiêu đó được rồi. Sao mà chín được chứ? Bạn lười biến quá à. Chỉ có mấy cây củi tàn hết rồi, không có thịt để ăn luôn nè. Bạn cũng vậy, có chút xíu nước, mình chưa rửa được một trái nào luôn nè. Hai bạn phụ mình đi, mình không biết dựng lều. Không, ai bị bụng bự làm biến. Chết rồi, mưa tới. Các con có thấy chính sự lười biến, tị nạnh và không giúp đỡ lẫn nhau của các con đã gây hậu quả như thế nào hay chưa? Dạ, tôi có biết lỗi rồi. Đây là bài học cho tất cả các con, để sau này làm gì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là biết giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Mùi thơm quá vậy. Thịt nướng. Hôm nay là trận đấu quyết định. Ai thắng, người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại.
với tài năng người ngoài hành tinh của mình. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem đây. Hả? Trốn rồi. Cái này tệ bạn, mình không biết đâu nha. Giờ phải làm sao đây? Không thấy ai hết. Thôi kệ. Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối thui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đá banh làm dở bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá vách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã đá bể bóng đèn, lỗi tại con. Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ, con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương vì con chứ. Thằng đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bao Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cục điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười, cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sao không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà. Ba ơi cứu con. Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy đó? Mình mới được ba sửa chiếc xe lại. Chạy rất nhanh đó nha. Chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Chỉ có một tí tiện thời gian thôi. Wow, hay như vậy cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi. Mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ờ ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà, mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê ơi, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. À, khát quá, thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là đốm hả? Vũ trụ thật là đẹp, nhiều sao quá à. Hai bạn dưới chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. Đốm, chậm chậm thôi, nếu không thì sẽ không tránh kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cừu phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa đốm. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu, mình chạy qua đi. Đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi sao nó nhanh vậy? Tránh đi đó. Không tránh kịp rồi. Sao to có sao không? Mình không sao. Ủa con đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba
Bác ơi, đến chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt trúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm, con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con không thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này, sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi rồi mà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về, bác sẽ quay lại rước đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Con biết lỗi rồi mà, đừng bỏ con. Đúng. Đốm ơi, đốm, xuống ăn bánh nè con. À, có bánh, có bánh. À, bánh gà tô, thích quá, con được chưa mẹ? Đi vô rửa tay đã con. Mẹ có việc phải đi, đốm ở nhà ăn bánh, uống sữa xong rồi học bài nha con. Dạ. Sao ba đứa lại vẽ lung tung lên tường vậy hả? Đốm, con giải thích cho mẹ coi. Dạ thưa mẹ, tại dạ, tại vì đốm làm đổ bánh và sữa. Nhưng mà dì sợ bác la nên mới nhờ tụi con vẽ. Tại con lâu ngoài mà không có sạch nên thôi đừng khóc nữa, mẹ hiểu rồi. Dạ, nhìn kỹ thì bức tranh cũng đẹp đó chứ. Thì không bác. Đẹp không bác? Là tụi con vẽ đó. Nhưng các con phải nhớ một điều nè, lần sau phải biết dũng cảm nhận lỗi do mình gây ra, hiểu chưa nè? Dạ, dạ hiểu. Bây giờ thì có ai muốn ăn bánh kem nữa không ta? Dạ con. Con nữa. Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà quen nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Mm.
Công nhận không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Đúng rồi đó. Coi TV xong tụi mình làm gì nữa đớm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng người đó sẽ được kho báu. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu. Bùm. Bùm. Bằng. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Yeah.